Cập nhật sức khỏe bé gái 3 tuổi Hà Nội bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu, đã được tháo bột ở cánh tay nhưng vẫn hôn mê. Sau gần 3 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, sức khỏe bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu hiện tại ra sao? Trao đổi với báo chí sáng ngày 7 tháng 2, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết bé A 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu, hiện tại vẫn đang rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Hơn nửa tháng qua, bé vẫn hôn mê, chưa thể tiến hành phẫu thuật lấy đinh trong đầu. Sát Tết, bé được các bác sĩ tháo bột ở cánh tay. Trước đó, chiều tối ngày 17 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái A 3 tuổi ở xã Canh Nậu, nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn sau khi chụp chiếu phát hiện chính vật thể nghi là đinh trong sọ não. Ngày 20 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, làm thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.